buổi tập yoga ở quảng trường thời đại. Hôm thứ Ba ngày 21 tháng 6, hàng nghìn người đã tập trung ở quảng trường thời đại để tham gia lớp học yoga miễn phí để diễn ra vào lúc 9 30 sáng. Sự kiện này tự được tổ chức để chào mừng ngày hạ Chí. Đặc biệt năm nay, sự kiện diễn ra đúng vào lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Buổi tập yoga trên đã được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 2003 với ba người tham gia tập yoga vào lúc mặt trời mọc ở quảng trường thời đại. Hai trong số họ là đồng sáng lập là Sonstick in Times Square, My Over Madness Yoga. Vào hôm thứ Ba, các thí sinh đã tham gia 7 lớp học yoga miễn phí kéo dài từ 7h30 sáng đến 8h30 tối. Họ tham gia từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. <laughs> Cathy Christian, cư dân Myrtle South Carolina cho biết, Tôi từ Nam Carolina đến tận đây để tham gia tập luyện. Tôi là một huấn luyện viên yoga và tôi tin rằng nếu bạn có thể tập được yoga thì sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện nhiều hơn và bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên khi tham gia lớp học nay. Ban tổ chức cho biết có 7 ngày người đã tham gia, đăng ký tham gia sự kiện này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Chúng thành rất cảm ơn quý khán giả đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin thế giới chiều nay.